Ok, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu tuần để cùng phân tích đánh giá lại toàn bộ tình hình kịch bản về phân tích thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành cơ bản và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi phân tích về xu hướng của thị trường. Thì trong cái bản điểm tin ngày hôm nay thì Hồng Lê chủ yếu sẽ dành nhiều thời gian để nói về phân tích và định lượng xu hướng thị trường. Bởi vì như các anh chị cũng biết rằng, tức là thị trường chứng khoán thì được vận động bởi một cỗ máy khổng lồ gồm tất cả các mã cổ phiếu ở trên thị trường. Và cái câu chuyện là khi mà chúng ta phân tích định lượng đúng cái xu hướng của thị trường thì cổ phiếu thường là cổ phiếu sẽ thuận theo cái xu hướng của thị trường. Còn ngược lại mà khi mà cổ phiếu mà chúng ta phân tích cái xu hướng của thị trường bị sai thì như vậy là cổ phiếu và chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn ở trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Vì vậy, cái câu chuyện đầu tiên khi chúng ta đầu tư chứng khoán đó là chúng ta phải phân tích và định lượng đúng thị trường. Sau khi chúng ta phân tích định lượng đúng xu hướng của thị trường xong rồi thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái nhóm ngành và các cái mã cổ phiếu. Thế thì trong cái tuần vừa qua thì ông Lê tiếp tục lưu ý với tất cả những anh chị em đó là sau khi mà cái team cộng đồng R9 bị tràn room thì ông Lê đã tiếp tục mở thêm cái room cộng đồng thứ hai là room R8. Thì hiện tại là trên room R8 thì ông đang để cho các anh chị chúng ta sẽ tự vào, và hiện tại thì ông chưa có khống chế, duyệt room. Thì các anh chị có thể đăng ký vào room R8, bởi vì hàng tuần thì Hồng Lê có những phân tích định lượng ở trong phiên thì Hồng Lê sẽ cố gắng chia sẻ những cái phân tích định lượng đó lên cho anh chị em, cho cộng đồng nhà đầu tư. Thì đấy là một cái điểm lưu ý mới mà cái link tham gia đó thì Hồng thường để ở cái phần ghi chú của bản tin video. Thì đấy là một cái ý mà Hồng Lê chia sẻ đầu tiên trong bản điểm tin ngày hôm nay. Thì kết thúc phiên giao dịch ngày 28 ngày 28 thì Hồng Lê có bản ra một cái bản tin ở video số 119 phân tích định lượng tuần từ ngày 31 đến ngày 4 tháng 9. Trong đó thì chúng ta tập trung để hiện thực hóa lợi nhuận và đưa cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu về 50 trên 50 khi mà VN Index của chúng ta tiệm cận vùng 895 điểm đến vùng 95 điểm. Về định lượng về VN30 và phái sinh thì ông Lê có phân tích định lượng ở vùng mục tiêu ở vùng 840 điểm trong cái bản tin video số 119. Trong bản tin video số 118 thì ông phân tích cái câu chuyện là lật kèo ở xu hướng 850 điểm, bởi vì tại cái thời điểm đó đây, cái điểm chấm xanh này các anh chị nhé là bản tin 118 và cái điểm đỏ này là bản tin video số 119. Thì tại cái thời điểm mà khi đó thì VN Index của chúng ta đóng nến kết tuần ở vùng 850 điểm thì rất nhiều những cái quan ngại về việc thị trường sẽ bị sập ở chỗ này. Chính vậy cũng đã ra một cái bản tin để định lượng đưa thị trường của chúng ta về mốc 880 điểm và sau đó là 900 điểm, 895 điểm. Và nhìn trên cái xu hướng của thị trường trong tuần vừa qua thì các cột mốc mà chúng ta phân tích định lượng là đều đã hoàn thành, trong đó VN kết tuần ở 901,5 điểm, VN30 ở 840,5 điểm và phái sinh của chúng ta ở mốc 844,8 điểm. Như vậy là tất cả các thông số định lượng về mặt kỹ thuật trong bản tin video số 119 của chúng ta thì đều đã hoàn thành. Và hiện tại là chúng ta đang vận hành ở bốn cái room, room không chat, đấy là chỉ có admin được chat, room thảo luận NO02 và room R8, R9 cùng với room lệnh phái sinh. Thì thông thường là Hùng có chia sẻ là thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ biến động theo ngày. Chính vì vậy tất cả những cái bản tin phân tích tuần thì qua một tuần thì Hùng Lê mới tổng hợp lại để nói với các anh chị và định lượng một cái xu hướng tuần mới. Còn trong phiên nó sẽ có phát sinh những cái tình huống giao dịch thì chúng ta cần phải xử lý. Đó, cần phải xử lý. Thì như thường lệ thì tối chủ nhật Hùng sẽ có một cái bản tin cùng với các cái điểm nhấn về kỹ thuật, về chỉ số. Và sau đó thì hàng ngày, ví dụ là đến khi mà chúng ta kết thúc hai cái phiên giao dịch đầu tuần. Tại vì ở phiên tuần này thì chúng ta có một cái ngày nghỉ lễ. Đó, có một ngày nghỉ lễ thì Hùng Lê tiếp tục đánh giá các cái chỉ số về mặt kỹ thuật, ví dụ như là VN Index đạt được ở mốc 891 trên 895 điểm, VN30 ở 832 trên 840 và phái sinh ở 837 trên 840 và gần cán các cái cột mốc đó. Thì kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba
và ngày thứ tư chúng ta nghỉ, và đến ngày thứ năm thì Hùng Lê tiếp tục có những cái phân tích định lượng và những cái định lượng về nhóm trụ có thể kéo được đến khi nào và các cái nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình. Cùng với đó thì VN Index của chúng ta sẽ chú ý đến các cái điểm số, các cái điểm, các cái cột mốc rất là quan trọng của chúng ta. Đó. Cùng với đó, ví dụ như là đến phiên ngày hôm qua, khi mà kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ 5 để chuyển sang cái phiên giao dịch ngày thứ 6, thì lúc đó thì Hùng có phân tích và điểm nhấn lại các cái chỉ báo phân tích cách đây khoảng 10 ngày. Đó, khoảng 10 ngày, tức là ngày 24 tháng 8 thì Hùng đã có những cái điểm phân tích về phái sinh. Đó, khi đó đã đề ra những cái mốc 840 điểm đến 840 điểm của phái sinh. Thì lúc đó là các anh chị bảo là Hùng Lê phân tích bị nhầm, nhưng thực sự nó là không nhầm. Đó, và trong cái câu chuyện ngày hôm qua là chúng ta phải trả lời được là thị trường bây giờ chúng ta sẽ đi đâu. Đó, thì sẽ đi khi mà các cái mã cổ phiếu sẽ đạt được đến những cái mốc target. Ví dụ VIX sẽ ở khoảng vùng 97, VRE, Vincom, Sapeco, vân vân. Và trên góc độ phân tích kỹ thuật thì Hùng Lê có khuyến nghị các anh chị là phải quan sát cái vùng của phiên giao dịch ngày hôm nay, 895 điểm đến vùng 900 điểm, VN30 ở vùng 835 điểm đến vùng 840 điểm và phái sinh ở vùng 840 điểm đến vùng 850 điểm. Và các anh chị cũng có thể nhìn thấy là trong phiên ngày hôm nay, tất cả các cái mốc định lượng về mặt kỹ thuật của Hùng Lê đó đều test đúng những cái điểm test rất là quan trọng. Và có một điều nữa là Hùng muốn chia sẻ, đó là tại vì sao mà chúng ta lại nói đến câu chuyện ở trong phiên. Thì cái tình huống của phiên ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là Dow Jones đã bị giảm điểm rất là mạnh, mất 800 điểm. Chính vì việc như vậy nên là sáng nay trước giờ giao dịch thì Hùng Lê đã phải có một cái gọi là tư vấn về mặt tâm lý. Đó là cái quan điểm là có thể ngày hôm nay thì thị trường sẽ biến động mạnh. Và chính vì vậy nên là Hùng Lê khuyến nghị và đề nghị các anh chị ngay từ đầu là chúng ta cấm có chat. Bởi vì cái tâm lý của nhà đầu tư nó rất là kém. Khi các anh chị nhìn thấy Dow Jones rơi thì các anh chị bắt đầu là loạn xạ lên, nào thị trường rơi, nào thị trường chết, nào tất cả những biến động tâm lý làm ảnh hưởng đến người khác. Ngược lại, khi thị trường tăng điểm rất là mạnh thì các anh chị lại hùa vào, ôi đẹp quá, mua đi, vân vân. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta tránh và cần phải tránh khi đến với thị trường chứng khoán. Chúng ta đón nhận, tức là quan điểm của Hùng là chúng ta đón nhận xu hướng thị trường tăng điểm và xu hướng thị trường giảm điểm, nó là như nhau. Đó, nó phải là vô thường, tức là khi thị trường tăng điểm chúng ta xử lý như nào và khi thị trường giảm điểm chúng ta xử lý như nào. Và cái câu chuyện là Hùng Lê phải cấm ngay từ đầu, bởi vì rõ ràng là các anh chị của chúng ta thường là làm như vậy. Và các anh chị đôi lúc các anh chị chat lên hoặc là các anh chị nói ra một câu nói để làm gì. Đôi lúc cũng cảm thấy là các anh chị nói để cho vui, vui cái miệng của mình, vui cái tai của mình, sướng cái việc của mình đang nói. Nhưng các anh chị không để ý là với cái câu nói của mình như vậy, đó, nó mang lại gì được cho người bên cạnh, đúng không? Nó mang lại gì được cho nhà đầu tư, nó mang lại gì được cho những anh chị em đang ở trên Zoom. Đó, các anh chị nên suy ngẫm về những câu việc đó. Và đặc biệt là cái câu chuyện điểm nhấn ở sáng nay, đó là cái điểm phái sinh ở vùng 835 điểm đến 836 điểm. Đây là vùng đệm và sẽ quyết định xu hướng thị trường. Và với một cái việc mà mở một cái điểm gọi là cái điểm ATO giảm như vậy thì Hùng đánh giá rằng đấy là một cái điểm giảm rất là nhẹ nhàng, và tiếp tục quan sát những cái động thái của thị trường. Và nói đi nói lại rất nhiều cái câu chuyện là phiên ngày hôm nay, đó, phiên ngày hôm nay thị trường của chúng ta sẽ có biến động mạnh về mặt tâm lý. Chính vì vậy nên là chúng ta phải hết sức bình tĩnh, không chát loạn xạ, không làm ảnh hưởng, không có những cái tác động tâm lý đến những anh chị em ở trên Zoom. Và chúng ta cần phải quán triệt cái câu chuyện này, bởi vì Hùng đã theo dõi rất nhiều. Đó, khi thị trường tăng thì các anh chị tăng lên, và khi thị trường giảm thì bắt đầu có những câu nói rất không hay. Đó. Và chính vì vậy nên câu chuyện về thị trường và điểm nhấn kỹ thuật trong phiên ngày hôm nay, đó là phái sinh ở vùng 835 điểm đến 836 điểm không gãy. Và chính cái điểm mấu chốt này đã giúp cho thị trường của chúng ta ổn định và lấy lại một cái lực hồi ở cuối phiên. Ok, đấy là tất cả những cái diễn biến tâm lý ở trong tuần vừa qua. Bây giờ Hùng sẽ cùng với các anh chị, chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu cơ bản của thị trường. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến VIX.
ở VIX đã có một nhịp hồi, và cơ bản ở trong cái nhịp hồi này thì chúng ta có thể định lượng VIX ở khoảng vùng 96 đến khoảng vùng 97, đây là vùng kháng cự mạnh. Thì có thể sang tuần tới VIX sẽ còn có một cái nhịp kéo nữa để giữ nhịp cho thị trường. Và ở trong cái thời điểm hiện tại thì VIX cũng sẽ là một cái trụ để đỡ thị trường. Đó, họ sẽ sử dụng VIX để giữ nhịp của thị trường. Ở Vinhome đến thời điểm hiện tại thì ông Lê quan sát thấy là 2 tuần Vinhome đang gặp khó ở vùng 80 đến vùng 81. Tuy nhiên cái lực cầu của phiên ngày hôm nay thì cũng tương đối là tốt và tương đối là ổn định để đưa Vinhome về lại vùng 80. Thì trên góc nhìn kỹ thuật thì chúng ta sẽ nhìn ở cái góc độ là Vinhome sẽ là một mã cổ phiếu giữ nhịp cho thị trường. Khuyến nghị đầu tư thì không có khuyến nghị, và với cái xu hướng hiện tại thì có thể sang tuần tới Vinhome sẽ có những cái điểm đánh từ vùng 80 lên, và kỳ vọng Vinhome cũng sẽ là một cái nhịp mà tạo lập sẽ sử dụng. Ngày hôm nay VRE tăng rất là tốt, những cái điểm tăng về lực cầu tương đối là ổn định. Tuy nhiên với quan điểm vùng trong thời điểm ngắn thì VRE của chúng ta sẽ chưa thể có một cái lực tăng tốt nhất, và ở khoảng vùng 28.5 đến vùng 29. Nếu như các anh chị có thì chúng ta canh để chúng ta chốt. Và VRE thì Hùng có phân tích một cái điểm dài ở khoảng vùng 25, thì các anh chị có thể xem lại cái phân tích trong cái bản tin video trước đây của Hùng lên. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu Sabico, SAB cũng là một mã cổ phiếu để giữ nhịp cho thị trường. Ở trong những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì Sabico có thể test lại ở khoảng vùng 190, và sau đó thì cái mark gap ở trong cái nhịp này có thể kéo về vùng 200. Thì vùng này cũng là cái vùng mà tí nữa ông sẽ đi phân tích nhịp chung của toàn bộ thị trường, thì SAB cũng sẽ là một cái trụ mà sẽ tạo lập, cũng sẽ sử dụng để kéo ở trong cái tuần tới. Đối với các nhóm ngành hàng không thì trong tuần vừa qua đã có những cái thông tin tích cực khi mà chúng ta mở lại các cái đường bay quốc tế. Tuy nhiên từ cái câu chuyện mà mở lại đường bay quốc tế để hiện thực hóa cái lợi nhuận, để đưa vào cái lợi nhuận của ngành hàng không thì nó vẫn đang là một câu chuyện rất là dài. Chính vì vậy nên là quan điểm vùng là trong nhịp này thì dòng tiền cũng chỉ đánh gọi là đánh chột chật thôi. Và nếu như những anh chị nào mà đã mua được vùng giá thấp của VTC thì chúng ta cũng hiện thực hóa lợi nhuận ở đâu đó quanh cái vùng kháng cự ở khoảng vùng 108 đến vùng 109. Đấy là cái vùng kháng cự chúng ta tạm thời chúng ta chốt. Ở HVN thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó, các anh chị có thể xem lại những bản tin phân tích tuần vùng trước đây ở vùng 26.5 đến vùng 27. Đó là vùng mùng sẽ dự báo là cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm chỉnh. Và HVN sẽ chỉnh về đâu? Thì bây giờ phiên ngày hôm nay là chỉnh về đâu đó khoảng vùng 25. Đẹp nhất bởi vì cái nhóm ngành hàng không khả năng vẫn đang còn những cái dư địa của cái câu chuyện là nối lại đường bay. Nên là sang tuần tới thì HVN các anh chị có thể xem ở vùng 25.5 không gãy thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng chạm lại ở vùng 27. Mạnh hơn thì cổ phiếu có thể đánh chạm vùng 28, và những cái vùng này thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận. BVH thì đã có một cái lực cầu tương đối là tốt và tương đối là ổn định trong tuần vừa qua, khi đã có những phiên giao dịch đạt khoảng trên 1 triệu cổ phiếu. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của BVH thì BVH đã hoàn thành cái vùng giá ở đây là vùng giá 50, và trong tuần vừa qua thì BVH đã break cái vùng 50. Với tín hiệu test cung như hiện tại thì sang tuần tới các anh chị có thể quan sát BVH ở quanh vùng 50. Bởi vì bản thân ở trong cái nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là BVH sẽ kéo lên khoảng vùng giá 55, vùng giá 55 mạnh hơn thì ở 60, nhưng Hùng sẽ quan tâm đến vùng 55 trước. Và nếu như ở vùng 50 này BVH không gãy và lực cầu vẫn duy trì ổn định trên 1 triệu cổ phiếu trên một phiên thì BVH sẽ hồi về vùng 55, và chúng ta cũng có thể giải ngân mua BVH ở trong tuần tới để chúng ta đánh một cái nhịp T cộng. Cổ phiếu Mansan thì sau khi mà sáp nhập với mảng Vinmart của Vincom thì nó đang có những cái câu chuyện, đó là nó phải tái cấu trúc lại, nên là cái biên lợi nhuận của nó cũng đã bị tác động tương đối là mạnh. Đối với cái xu hướng của Mansan thì cũng đã có phân tích ở đây, từ vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 52 sẽ chạm lại vùng kháng cự của chúng ta ở vùng 55 đến vùng 56, và vượt cái xu hướng 55-56 thì chúng ta sẽ có đến cái vùng tiếp theo của Mansan là vùng kháng cự mạnh ở khoảng vùng 58 đến vùng 58.5. Thì trên quan điểm góc độ kỹ thuật thì Mansan vẫn là một trụ mà tạo lập sẽ sử dụng ở trong cái thời điểm hiện tại, và xu hướng hiện tại thì Mansan có thể đánh chạm về vùng
58 phiên ngày thứ hai tuần tới thì có thể Mansan sẽ có ở trong một cái biên ở đây, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, đó là biên 55 đến biên 56. Đây là biên mà cổ phiếu Mansan sẽ có thể sẽ có những nhịp trả cung ở trong này trước khi lực cầu quay trở lại, trước khi lực cầu quay trở lại. Và xu hướng hiện tại của Mansan thì vẫn đang là một cái xu hướng tăng giá. MWG đối với MWG thì cũng đã xuất hiện một cái dòng tiền tạo lập đánh ở trong tuần vừa qua và trong cái bản tin kết tuần, đúng không ạ? Các anh chị đã vượt vùng 90 và từ vùng 90 này thì cũng có dự báo là cổ phiếu MWG có thể đi về vùng 98 đến vùng 100. Với điểm kết tuần như thời điểm hiện tại thì các anh chị lưu ý giúp Hùng ở vùng 92. Khả năng MWG sẽ có những cái điểm test cung lại vùng 92, không gãy thì cái xu hướng là từ vùng 92 này thì cổ phiếu sẽ hồi phục và sẽ công lại cái vùng kháng cự ở đây. Trước khi mà thị trường chung có một nhịp chỉnh nó chỉnh tổng thể thì trụ, các cái trụ nó sẽ kéo hết cái mắc của target ở đây, thì MWG vẫn còn một cái xu hướng có thể kéo về chạm vùng 98 đến vùng 100. PNG đối với PNG cũng đã hoàn thành cái vùng giá ở đây là vùng giá mục tiêu ở vùng 60, và từ cái vùng 60 này thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm test cung lại. Các anh chị cũng có thể thấy rằng đây, trong tuần vừa rồi đúng không, thì PNG đã có đến tận 1, 2, 3, gần như là có đến 4 phiên thì đều chạm lại vùng 60 và không gãy vùng 60, thì đây là những cái điểm test cung cũng tương đối là tích cực đối với cổ phiếu PNG. Những cái mã cổ phiếu này thì gần như là Hùng không có khuyến nghị tham gia, bởi vì nó liên quan đến cái dịch Covid. Chính vì vậy nên là một số các cái mã cổ phiếu ngành bán lẻ thì Hùng tạm thời là trong cái giai đoạn vừa qua. Nếu như những anh chị có tham gia thì chúng ta cũng tham gia bắt T cộng thôi. Thì với PNG, phiên ngày thứ hai chúng ta quan sát ở khoảng vùng 60 không gãy, thì như vậy là cái cơ hội để PNG tiếp tục hồi về cái vùng 65 là còn, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 60. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa. Đầu tiên là BMP. Bản thân Bình Minh khi mà chúng ta phân tích ở cái sóng sóng từ những cái vùng ở dưới này, ở vùng 40-41 ở đây, thì cũng có đánh giá rằng Bình Minh đã thoát ra khỏi một cái kênh gọi là kênh xu thế về mặt trung hạn. Đó, chính vì khi mà cổ phiếu thoát ra khỏi kênh xu thế trung hạn thì nó sẽ có những cái cách đánh rất là đặc thù. Đó, nó có cách đánh rất là đặc thù. Thì trong cái nhịp phân tích của chúng ta ở đây, đó là vùng cản 55 là trở thành cái vùng hỗ trợ mới của Bình Minh. Và với những cái phiên mà lượng cung rất là thấp như này, thì Bình Minh sẽ tiếp tục có những cái điểm dao động ở khoảng trên vùng giá 55 và vượt thoát được vùng 55 với một cái lực cầu quay trở lại khoảng tầm 400.000 đến 500.000 một phiên, thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở khoảng vùng giá 60. Cổ phiếu APH thì mới lên sàn và đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà cơ bản tốt. Thời điểm hiện tại thì APH đã có những mức tăng rất là ấn tượng và đang gặp khó ở vùng 75, và với xu hướng hiện tại thì khả năng sẽ có những cái nhịp chỉnh, và cũng có dự báo ở những cái nhịp chỉnh đẹp nhất ở khoảng vùng 70, và sau đó thì chúng ta sẽ tính toán ở những cái tọa độ tiếp theo. Mã cổ phiếu DAG, mặc dù là cổ phiếu PEN thôi đó, nhưng các anh chị cũng có thể thấy rằng là trong những cái nhịp mà phân tích thì cũng đã chọn ra những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật rất là đẹp, và những cái điểm nhấn kỹ thuật của DAG trong từ những cái thời điểm rất sớm ở đây, các anh chị có thể xem lại rất rất nhiều những bản tin từ trước. Vùng hỗ trợ của cổ phiếu ở vùng 5.4 và kháng cự ở vùng 6.2, vượt thoát vùng 6.2 sẽ có những cái điểm test kỹ thuật về lại vùng 6.2 và sau đó mục tiêu về vùng giá 7, và trong trong tuần kết tuần thì DAG đã gần như hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở vùng giá 7. Vượt thoát vùng 7 thì như vậy với một cái lực cầu, với những cái tín hiệu cầu như hiện tại như này, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái tín hiệu kỹ thuật của DAG, và rất có thể là trong cái nhịp này thì DAG sẽ thoát nền và sẽ đánh một cái nhịp cũng tương đối là dài, bởi vì trong cái yếu tố tạo lập của DAG thì thường là cũng là những yếu tố tạo lập rất là tốt. Cổ phiếu AAA thì đối với AAA trong thời điểm hiện tại là các anh chị cũng có thể biết rồi, cái hình mẫu của cổ phiếu bao na là tạo lập đánh nó hơi nhì nhằng đó, và sau những cái điểm vượt thoát ở đây, đó là những cái điểm vượt thoát ở khoảng vùng 12, thì cổ phiếu bao na đang có những cái điểm tiệm cận lại về vùng 12.5 đến vùng 13. Đây là những cái vùng kháng cự
Tương đối là dày và thôi thì đối với ba ma các anh chị có thể lưu ý là đến cái tầm đó thì chúng ta cũng canh để chúng ta chốt. Tạo lập kém quá, tạo lập kém thì chúng ta cũng không nên đeo bám nó làm nhiều làm gì cho nó mệt. Duy là một mã cổ phiếu, Hùng có nói vui đó là hồi xuân. Thì em này em ấy đã hồi từ vùng giá phân tích ở đây là khoảng vùng 31 và đi về vùng 36 đến vùng 37. Hiện tại thì đang có những cái điểm cầu vượt thoát vùng 37 thì xu hướng mắc ở trong cái điểm này thì theo Hùng thì cũng đến khoảng vùng 38 là hết phim. Thì đến vùng này thì gọi là vùng 36 chúng ta chốt một phần, 37 chúng ta chốt một phần và nếu đạt được đến 38 thì chúng ta ra nốt ha. Và chúng ta dành khúc sau cho những người đến sau, chúng ta như thế là đủ. Bởi vì bản thân Hùng Lê thì cũng chỉ có thể giúp anh chị chúng ta bắt được một đoạn thôi, gọi là kiếm kiếm ăn được một đoạn thôi, còn đoạn nào mà khó quá thì dành cho người sau. FPT nhóm ngành cổ phiếu về ngành công nghệ. Thì nói về nhóm ngành công nghệ thì cũng là một cái nhóm ngành rất là đặc thù và nó sẽ có những cái yếu tố rất là tích cực. Trong mùa dịch thì cũng đã có liên tục đề cập cho các anh chị rồi. Còn bản thân FPT ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta đang gặp vùng kháng cự ở vùng 51 và xu hướng hiện tại thì cũng đến cái vùng này thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta nhả hàng thôi. Còn cái câu chuyện là FPT đánh vượt thoát vùng 51 hay không thì chúng ta cần phải chờ. Chúng ta cần phải chờ tín hiệu, mà nhìn với một cái cách đánh như thế này thì cũng hoàn toàn có thể là sẽ có một cái nhịp đánh vượt thoát vùng 51. Tuy nhiên các điểm mua các anh chị có thể xem lại những bản tin phân tích của Hùng Lê khi Hùng Lê khuyến nghị các anh chị mua điểm mua FPT. DGW đối với DGW đó đây, sau một cái nhịp bươn thoát ở đây ở vùng 45 thì chúng ta có đề cập đến cái target ở vùng 50 và đối với DGW thì những cái yếu tố tạo lập cũng rất là kinh khủng, kéo xả khá là mạnh. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của DigiWorld thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở trong cái biên 48 đến biên 50. Trong cái biên này mà cổ phiếu không gãy ấy, thì như vậy là xu hướng sẽ có thể tiếp tục đánh, sẽ có thể tiếp tục đánh và nhịp đánh này nhịp đánh này thì sẽ chạm 60 đấy các anh chị. DigiWorld là dễ dàng chạm 60 lắm. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải lưu hết sức lưu tâm là các cái điểm mua ở phía trên này thì chúng ta sẽ phải cân ở cái ở một cái nhịp gọi là 50-50 đó, và chúng ta dành một cái tỷ trọng vừa phải để chúng ta vơ vét nốt những cái nhịp sóng ở trên này thôi, chứ còn lại là chúng ta đánh lớn là thời điểm này là chúng ta không nên, bởi vì là những cái yếu tố tiềm ẩn về rủi ro khi mà cổ phiếu lên cao là rất là lớn. Cổ phiếu công nghệ CMG, CMG thì cũng có phân tích cho các anh chị ở đâu đó ở vùng 28 đến vùng 29.5 ở vùng dưới dưới này và sau đó vượt thoát vùng 32, sau đó nhịp cầu tiếp theo của chúng ta đang kỳ vọng ở khoảng vùng 37. Với tín hiệu đạt cao nhất ở đây khoảng trên vùng 36 và sau đó thì chúng ta có những cái điểm nhấn về kỹ thuật ở đây thì hiện tại các anh chị quan sát hộ Hùng ở vùng 34 đến vùng 34.5. Đó, vùng 34 34.5 ở vùng này cổ phiếu CMG không gãy và lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định ở khoảng tầm độ 200 đến 300 nghìn trên một phiên thì chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành cái mục tiêu tiếp theo đó là ở vùng 37, vượt thoát vùng 37 chúng ta sẽ có những điểm đánh tiếp theo và cổ phiếu CMG là một cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị chúng ta đáng để đầu tư, đáng để đầu tư trong những cái thời điểm khó khăn của thị trường. Ok. Công nghệ chúng ta chỉ nói đến ba mã cổ phiếu đó thôi. Chúng ta phân tích một số các cái mã ngành cơ bản của nhóm xây lắp và phiên cái buổi phân tích ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ chủ đạo, Hùng Lê sẽ tập trung để nói về thị trường, còn các mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ điểm nhanh qua. Novaland thì cũng không có gì thay đổi, hiện tại đang ở biên 62 đến biên 64, vượt thoát 64 thì chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo. Cotech Công CTD vùng hỗ trợ của CTD ở vùng 73.5. Chúng ta canh ở những cái vùng này bởi vì Cotechcom cũng đi vào một cái sóng gọi là sóng dài rồi. Ở HTN là một mã cổ phiếu mà Hùng mới phân tích ở trong cái thời điểm hiện tại ở vùng 17.5. Bản thân em này thì chúng ta đây là một cổ phiếu mới lên sàn, tuy nhiên là cũng đang kỳ vọng rằng đây là những chân sóng và sẽ khởi đầu và cho một cái xu thế mới của cổ phiếu này, và khi HTN mà vượt thoát vùng 21.5 đến vùng 22 thì khi đó chúng ta sẽ có một cái giấc mơ rất là đẹp của cổ phiếu này.
Và các cái điểm mua, các cái điểm khuyến nghị thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua rồi. HDC. Hiện tại là lực cầu của HDC cũng đang tương đối ổn định và đang tương đối là tốt, và phiên kết tuần thì cổ phiếu này đã lấy lại được cái vùng 18. Ở cái vùng 18 là cái vùng rất là quan trọng trong cái bàn đạp mà để cho cổ phiếu này có thể đánh lại vùng 19 đến vùng 19.5. Và với tín hiệu kết tuần như thế này thì HDC cũng đang khá là ổn áp, và phiên ngày thứ hai thì có thể HDC sẽ test lại cung ở vùng 18, và cái nhịp test cung ở vùng 18 này không gãy thì HDC sẽ tiếp tục hành trình tăng giá. HDG hoàn toàn tương tự như HDC, phiên kết tuần lực cầu của HDG tương đối tốt và tương đối ổn định để đưa cổ phiếu này về cái biên 22.5 đến vùng 23. Thì bản thân là trong cái nhịp phân tích này thì cũng có đề cập đến cái vùng 23.5. 23.5 đến vùng 24, đây là cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu và phải cần cái lực cầu rất là lớn để đánh bật cái vùng này ra thì chúng ta mới có được những cái target tiếp theo của cổ phiếu. Bản thân HDG thì cơ bản khá là ổn định anh chị. VCS. VCS ở trong cái thời điểm hiện tại thì đánh nó hơi rời rạc, nên là chính vì cái đoạn đánh rời rạc như này nên là cũng đã có khuyến nghị các anh chị là chúng ta cứ bình tĩnh. Còn cổ phiếu này đang đi về vùng kháng cự mạnh khoảng vùng 68 đến vùng 70. Ở cái vùng này thì chúng ta sẽ khả năng sẽ có những nhịp chỉnh và chúng ta sẽ chờ những cái điểm ở đằng sau. CRE thì đã khuyến nghị chúng ta chốt rồi. Bản thân trong cái nhịp này thì CRE đánh cũng rất là khỏe luôn. Chúng ta view tổng thể một tí, hiện tại là đang có những cái nhịp test kỹ thuật và có thể những cái nhịp test này sẽ test lại ở khoảng vùng 22.5. Ở vùng 22.5 không gãy thì CRE xu hướng là đánh tiếp các anh chị, nếu mà chúng ta Hùng sẽ lưu tâm lại cái điểm này. Và nếu như cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây ở vùng 22 đến vùng 22.5 mà ok thì Hùng sẽ khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ đánh tiếp khúc tiếp theo của con CRE. IDG đó các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong một cái nhịp mà Hùng phân tích đó, và khi vùng những cái điểm mà cổ phiếu đã bị trôi qua đúng không ạ? Vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu này vùng 16.5 đến vùng 17, và thường khi chạm về đây thì IDG đã đó đúng không ạ? Và chúng ta ăn một nhịp ngắn thôi, những cái nhịp mà phân tích của IDG đâu đó các anh chị có thể xem lại đi, vùng 13.2 gì đâu đâu đó mà lên đến khoảng vùng 16.5 ngon quá đúng không? Một nhịp đánh rất nhẹ nhàng đó. CKG thì hình như là chúng ta chưa chốt được, bởi vì là có những cái nhịp phân tích của CKG đâu đó ở khoảng vùng giá 10.5. Hiện tại thì CKG đang có những điểm trả cung ở tại vùng 10. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của CKG các anh chị cứ yên tâm cầm tiếp. Đó, quan điểm vùng là yên tâm cầm tiếp, và có thể khi cổ phiếu chạm lại vùng 10 chúng ta sẽ cân khoảng 50% số chúng ta đang nắm ở đây ở vùng 10.5, và sau đó chúng ta sẽ có cái bài toán tiếp theo của CKG. Hùng bao giờ cũng sẽ có những cái cách để cho chúng ta có thể đảo hàng. Mã cổ phiếu sell có một điểm mua 7.5, một điểm mua 7.2, và hiện tại bây giờ đang lình xình ở cái vùng 7.1. Một số các anh chị có hơi nóng ruột, nhưng với quan điểm Hùng các anh chị cứ cầm đi ở vùng 7 đến vùng 6.6 6.6 6.67 ở đây. Cái vùng này cũng là cái vùng hỗ trợ của sell rồi, và sau khi mà sell tích lũy ổn định ở vùng này thì khả năng sẽ có một cái nhịp đánh ở đây, một cái miếng đánh ở đây, và miếng đánh này thì khả năng là anh em mình sẽ có tiền chứ không lỗ đâu, yên tâm sẽ không lỗ đâu. Nhà thì tương đối là tốt, cái mã cổ phiếu này thì cũng có phân tích ở trên trend tuần đó các anh chị. Bây giờ như vậy trên trend tuần là gần như hoàn thành những vùng giá mục tiêu rồi, gần lên đến vùng 14, và mã cổ phiếu này thì bây giờ là tạo lập mà đánh đến đâu thì chúng ta cũng biết đến đó thôi. Chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu HBC một tí. Mã cổ phiếu này cũng rất nhiều những anh chị em chúng ta quan tâm. Thì đến thời điểm hiện tại là HBC cũng đang gọi là đang hình thành thôi, đang hình thành một cái nền tích lũy ở đây, và cái nền tích lũy này thì cũng sẽ phải cần thêm thời gian. Hôm nay thì bị mất cái mốc 10 thì nó hơi xấu, và với chính vì việc mất mốc 10 thì cổ phiếu này cần thêm thời gian để tích lũy trở lại. Chúng ta phân tích nhóm ngành dầu khí thì Hùng có nói đến với các anh chị rồi, tức là trong thời điểm hiện tại thì Hùng quan sát thấy nhóm ngành dầu khí đang hình thành những cái nền tích lũy rất là đẹp, và đối với gas đó là cái điểm hỗ trợ ở khoảng vùng 65. Dòng tiền thì đang duy trì tương đối ổn định đối với gas, và
ở cái vùng kháng cự của gas ở đây đó là vùng 77, và trong tuần thì chúng ta cũng đã có những điểm mà gas gần đánh chạm được đến gần vùng ở trên này đây, và sau đó thì gas có những điểm chỉnh kỹ thuật. Với những cái điểm chỉnh kỹ thuật này, các anh chị quan sát giúp vùng 73.5 không gãy và lực cầu tiếp tục ổn định ở khoảng 1 triệu cổ phiếu thì gas sẽ có xu hướng đầu tiên là đánh chạm vùng 77, và trong cái nhịp này thì đang nghi nghi là Tạo Lập sẽ dùng dầu khí để đánh, tức là khi mà trụ mà kéo hết hết lực á, thì sẽ dùng dầu khí để đưa lên, và trong một cái nhịp mà phân tích kỳ vọng cũng lên thì gas sẽ đánh chạm về vùng 80, thì đấy là cái kỳ vọng sớm và chúng ta sẽ chờ khoảng vùng 73.5. Đối với PLX đó, các anh chị có thể thấy đây vùng 53 đó, thì khi mà các anh chị xem những bản tin phân tích cùng lên thì chắc chắn là chúng ta sẽ không mua ở vùng 53, đúng không ạ? Rõ ràng về mặt quan điểm nó là như thế, bởi vùng đã phân tích cái vùng 53 là vùng kháng cự. Cổ phiếu sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở vùng 50 đến vùng 50.5, các anh chị quan sát giúp Hùng ở trong tuần tới. Đây là cái vùng đệm tiếp theo của PLX, và vùng đệm này mà không gãy, lực cầu tiếp tục duy trì ở khoảng tầm độ trên 2 triệu cổ phiếu thì PLX sẽ có một nhịp đánh lại vùng 53, và trong cái xu hướng hiện tại thì chúng đang kỳ vọng là PLX sẽ đánh thoát vùng 53. Với một cái lực cầu hiện tại như thế này thì PLX sẽ đánh lên vùng 55, thậm chí có thể là vùng 60 ở trong nhịp đánh này, và đây cũng là sẽ là một trụ mà để giữ nhịp cho thị trường. PVS cũng đang hình thành một cái nền tích lũy khá là dài, khá là đẹp. Và vùng nền hỗ trợ của PVS ở đây đó là vùng 12.3 đến vùng 12.5, và những cái điểm test kỹ thuật không gãy và lực cầu tiếp tục quay trở lại khoảng tầm 10 triệu một phiên thì sẽ kéo PVS về vùng kháng cự là vùng 14. Còn về vùng 14 này thì cái xu hướng nó sẽ đập nhả ở đây, và khi mà có những cái xu hướng đập nhả ở đây thì mình sẽ tiếp tục quan sát cái sự vận động của cổ phiếu sau cái sự đập nhả này để chúng ta xem là có định lượng được tiếp cái con đường đi tiếp theo của PVS hay không. PVD cũng hoàn toàn tương tự như PVS. Sau một cái nhịp đánh dẫn lên đây với lực cầu tương đối là tốt thì trong một tuần những cái nhịp neo giữ của PVD hoàn toàn ok, và những cái nhịp neo giữ này ở vùng 11 không gãy với lực cầu có thể tiếp tục quay trở lại đối với PVD thì sang tuần tới chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng PVD sẽ cán mốc 12, vượt thoát 12 thì khi đó chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo. Oil ở thời điểm hiện tại thì chưa có gì đột biến các anh chị nhé, loanh quanh ở vùng 8 thôi. POVK thì nó là tốt nhất ở trong cái bộ ba các cái mã cổ phiếu pen dưới, và hiện tại POVK đang có những điểm đánh về lực cầu tương đối là tốt, 10 triệu cổ phiếu một phiên. Tuy nhiên cái lực cầu này có duy trì ổn định hay không thì chúng ta cần phải chờ, và xu hướng thì cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu ở khoảng vùng giá 11 thì đang là một cái câu chuyện bỏ ngỏ ở đây, và có đánh thoát được vùng 11 hay không để đi vào một cái sóng P đó, chúng ta sẽ chờ, và đang nghi nghi là có sóng P anh chị nhé. Đó, đang nghi nghi thôi. POVK oi rồi. BSR thì hiện tại là đang chìm. BSR hiện tại là đang chìm và chưa có những cái tín hiệu khởi sắc, đúng không? Chúng ta phân tích luôn mã cổ phiếu PVI. Đối với PVI thì chúng ta nên xem ở đây, đó, mục tiêu của PVI là về khoảng vùng giá 30 30 mấy anh chị. PVI vừa mới chia cổ tức hay sao ấy, nôm na là như vậy, là vừa chia cổ tức. Mục tiêu trước là về vùng 36 nhưng mà đâu đó là bây giờ hạ xuống vùng 34, các anh chị có thể kiểm tra lại. Em này thì xem trên đến tuần và cái gọi là cái khối lượng thấp nên là chỉ thích hợp với những anh chị mà chúng ta mua ít một thôi. Cổ phiếu PVT là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị mua, và phải các anh chị có hỏi target thì Hùng có nói rằng là cái câu chuyện target đến thời điểm hiện tại của PVT thì chưa xây dựng. Cái điểm mua cuối cùng của PVT là ở khoảng vùng 10.7, khoảng vùng 10.7, và sẽ chờ khi PVT vượt thoát thành công vùng 12, tức là phải có một cái cây nến ngồi lên như này thì Hùng mới bắt đầu phân tích target. Hiện tại là có lãi rồi các anh chị nhé. PVT hiện tại là có lãi đấy, về 12 là có lãi rồi đấy. Thì PVT sẽ có những cái điểm test kỹ thuật nó không được gãy vùng 11.5. Những cái điểm test kỹ thuật không được gãy vùng 11.5 thì như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng một xu hướng là cổ phiếu này sẽ vượt thoát vùng 12, và khi vượt thoát vùng 12 thì cũng bắt đầu căn cứ tình hình thực tế sẽ xây dựng cái target tiếp theo của PVT. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích nhóm cổ phiếu, nhóm ngành ngân hàng.
Nhóm ngành ngân hàng của chúng ta sẽ đầu tiên sẽ là Vietcombank. Vietcombank trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là Vietcombank đang đi về cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu ở đây, đó là vùng 87, 86 đến vùng 87, thì cái vùng này thì cũng có đề cập ở trên Zoom rồi. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vietcombank ngày hôm nay test nhẹ như thế này ở khoảng vùng giá 85, thì như vậy là tương đối là đẹp, nói chung là giảm 1/2 cái thân nến xanh ở trước này, thì như vậy là cũng tạm thời chúng ta tạm chấp nhận được trong một cái kênh xu thế. Và đối với Vietcombank thì các anh chị chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái động thái tiếp theo của cổ phiếu này ở phiên ngày thứ hai. Nếu như cổ phiếu này vẫn đóng được ở trên vùng 84.5, tức là khoảng quanh vùng 85, thì cái xu hướng của Vietcombank sẽ còn kéo một nhịp nữa, và kéo hết nhịp thì coi như Vietcombank về lại được khoảng vùng 90 ở trong cái nhịp này. Đấy, kéo hết nhịp thì Vietcombank sẽ về được khoảng vùng này, thì các anh chị quan sát ổn ở vùng 85 các anh chị nhé. Bit hiện tại đang duy trì một cái lực cầu và một cái dòng tiền tương đối là tốt. Trong các phân tích định lượng tiếp theo ở đây, đó là mục tiêu ở vùng 42, thì trong tuần vừa qua thì Bit đã hoàn thành cái vùng mục tiêu ở vùng 42 và đang có những cái nhịp test về mặt kỹ thuật ở quanh vùng 41 đến vùng 42. Xu thế hiện tại theo quan điểm của Hùng là Bit sẽ đánh và Bit sẽ kéo tiếp tục, sẽ kéo một cái nhịp nữa về vùng đỉnh cũ của nó ở đây, đó là khoảng vùng giá 44. Bit sẽ kéo về khoảng vùng 44, mà không biết là vượt thoát vùng 44 thì cái đó thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện tiếp theo. Nhưng quan điểm ngắn, ở trong điểm ngắn thì Bit có thể là sẽ có về vùng 44. Ở phiên ngày thứ hai tuần tới, Bit có những cái điểm chỉnh ở quanh vùng 41 đến 41.5, đấy là vùng mua các anh chị nhé. M 41 đến 41.5. Ok, đó, lưu lại đó để tuần sau chúng ta có thể nói thêm mã cổ phiếu này. Ở công thương, thời điểm hiện tại là tạo lập đang giữ nhịp cho công thương cực kỳ là ok, cực kỳ là tốt. Thì bản thân là trong khi mà công thương vượt thoát vùng 25 thì cũng có đề cập đến ở đây cái câu chuyện là công thương có thể đánh chạm vùng 27 đến vùng 28. Công thương đang cố kéo một cái nhịp nữa và mắc thì có thể là về đến vùng 28.5, tức là một cái đỉnh chóp ở đây. Đó, cái kiểu kéo như này, và sau đó thì công thương có thể sẽ bắt đầu bước vào đà chỉnh giảm ở bên này và chỉnh giảm chung với nhóm banh cùng với toàn thị trường. Đó, thì công thương, và Hùng có nói rằng là chúng ta cứ nhìn cái giao dịch của công thương á, thì khi nào công thương sập thì lúc đó thị trường sẽ sập. Đấy. ACB ở trong thời điểm hiện tại thì cũng hoàn toàn tương tự như công thương hoặc như Bit hoặc như Vietcombank. Nó đang có những cái điểm test về mặt kỹ thuật ở đây, đó là ở vùng 21 tương đối đẹp, và xu hướng thì ACB vẫn đang còn một nhịp kéo nữa, và nhịp kéo này sẽ chạm lại vùng 22, và sau khi vượt thoát vùng 22 có vượt thoát được hay không thì chúng ta sẽ nói tiếp đến những cái câu chuyện tiếp theo ở trong cái nhịp này. Nhưng mà nhịp này thì ACB đang có những cái dư địa khả năng là sẽ đánh chạm lại về vùng 23 đến vùng 24 đối với ACB. MBB và Techcombank. MBB thì đang gặp khó ở đâu? MBB thì đang gặp khó ở đây anh chị. MBB đang gặp khó ở vùng 18.5. Và trong tuần thì cũng đã ngóp ngáp những cái điểm, gọi là những cái điểm mà 18.5 để đi, để cố gắng vượt thoát. Thì đối với MBB các anh chị quan sát giúp Hùng vùng 17.5, đây là một cái vùng rất là quan trọng của MBB trong một cái nhịp đánh này. Lực cầu hiện tại của MBB thì cũng đang duy trì tương đối là tốt và tương đối là ổn định, và vùng 17.5 mà không gãy thì cổ phiếu sẽ có xu hướng đánh vượt thoát vùng 18.5, vượt thoát vùng 18.5 thì sẽ có một cái mắc ở trong cái nhịp này, MBB sẽ đi về khoảng vùng 20. Techcombank TCB. Bản thân TCB ok, chạm vùng kháng cự 22, đương nhiên chạm vùng kháng cự 22 thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm gọi là điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật, và những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật này thì có thể có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 21.5, những cái điểm test cung lại vùng 21.5 không gãy thì trong cái nhịp này là Tech đang có ý đồ đánh và đánh tiếp một nhịp nữa. Theo Hùng là như vậy, theo Hùng là Tech đang còn một cái ý đồ đánh ở đây khoảng vùng 23.5 đến vùng 24, và sang tuần tới thì cũng sẽ quan sát tiếp cái sự vận động của Tech ở khoảng vùng 21 chấm, ở đây là khoảng vùng 21.4
khoảng vùng 21.4 đến vùng 21.3 thì đây này, khoảng khoảng vùng này. Đó, thì cái sự vận động của tech ở đây, những cái điểm test kỹ thuật ở đây mà ok thì tech sẽ còn một nhịp nữa. HD Bank. Bản thân HD Bank ở trong nhịp này khi mà chạm vùng 28 thì cũng đã có khuyến nghị chúng ta có hàng, chúng ta sẽ chốt một phần. Một phần nữa thì có thể sẽ kéo về đến vùng 30 và vùng 3X này thì HD Bank cơ bản là cũng sẽ có những cái nhịp chỉnh về mặt kỹ thuật. Với yếu tố tạo lập hiện tại của HD Bank thì cũng đang có một cái ý tưởng nhỏ nhỏ, đó là HD Bank sẽ có những cái điểm test lại ở quanh vùng 29.5 và sẽ có những cái điểm kéo, nó sẽ có những cái điểm kéo qua đây để cho rất nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng là cổ phiếu này đã break vượt thoát, và lúc đó thì tạo lập sẽ kéo cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân vào, và sau khi kéo dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân vào thì có thể kéo lên được ở khoảng đến khoảng vùng 32, và sau đó thì cổ phiếu sẽ có một cái nhịp phân phối ở đây. Thì đấy là cái cách mà tạo lập có thể sử dụng để phân phối hàng khi đây là những cái bẫy, có thể đây sẽ là những cái bẫy. Còn quan điểm là gì, chúng ta chạm vùng 30 thì chúng ta chốt bớt đi một phần và chúng ta giữ lại khoảng tầm 20% để chúng ta neo đến lúc nào mà cổ phiếu sẽ hết target. VP Bank, ok, VP Bank đang gặp khó ở đâu các anh chị? VP Bank đang gặp khó ở vùng 24. Và trong tuần vừa qua thì VP Bank cũng chưa thể vượt thoát được vùng 24 ở đây, và chạm vùng 24 thì bị đội đầu coi như là lại xuống để tích lũy lại ở những cái điểm tích lũy sâu hơn. Thì các anh chị có thể quan sát VP Bank ở khoảng vùng 23. Quan điểm của Hùng là VP Bank sẽ có những cái điểm tích lũy ở vùng 23. Vùng 23 không gãy thì VP Bank tiếp tục đánh chạm một cái nhịp nữa khoảng đến vùng 25 đến vùng 26, và nhịp này có vượt thoát được vùng 26 hay không thì chúng ta cũng thấy rằng những cái yếu tố tạo lập của VPBank thì nó cũng tương đối là mạnh. Chính vì vậy là xu hướng hiện tại thì VPBank hoàn toàn có thể cán cột mốc 26, và sau khi cán cột mốc 26 hay không, xin lỗi cả nhà, vượt 26 hay không thì chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện tiếp theo. Và trong tuần tới các anh chị quan tâm cho Hùng ở vùng 23. Vùng 23 không gãy thì chúng ta cũng có thể mua để đánh cái nhịp T cộng này, vừa bèo vừa tép. Rồi chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm bank nữa, đó là STB. Hiện tại thì STB vẫn đang gặp cái vùng khó ở đây, đó là vùng 11.5 đến vùng 12 các anh chị. Và với lực cầu như này thì STB cũng sẽ chưa thể đi được. Liên Việt Postbank đó, Liên Việt Postbank thì đây các anh chị nhé, đó, vùng kháng cự 9.5. Và hiện tại thì xu hướng là tạm thời chúng ta sẽ đánh ở trong cái biên này thôi, trong cái biên ở vùng 8 đến vùng 9.5. Chạm kháng cự thì chúng ta bán. VIB là một cái mã cổ phiếu rất thành công của nhóm bank, và những cái target mà chúng ta phân tích ở đây, Hùng Lê phân tích ở đây gần như đã hoàn thành. Trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này tiếp tục cán lại mốc 23, và hiện tại thì mốc 23 chưa vừa thoát được. Tuy nhiên dưới những góc nhìn kỹ thuật và với những cái yếu tố hiện tại thì VIB hoàn toàn có thể kéo lại về vùng 24, về đến vùng 24 đến vùng 24.5. Và đến cái vùng này thì cổ phiếu bắt đầu sẽ phân phối ở đây, và chúng ta còn lại những cái gì của VIB thì chúng ta sẽ bán nốt ở vùng này. Cổ phiếu BVB mới lên sàn, và đây cũng là một mã cổ phiếu mà đưa vào danh mục quan tâm. Hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là những yếu tố tạo lập của em này thì chúng ta sẽ quan sát ở khoảng vùng giá 10.5. Ở vùng 10.5 là một cái vùng tích lũy, và thậm chí là có thể ở vùng 10. BVB và VCI là hai anh em, và chúng ta cũng để nhìn thấy là VCI hiện tại rất là đẹp, rất là ok. Đó, các anh chị có thể xem ở đây. VCI là một mã cổ phiếu chứng khoán mà Hùng đã khuyến nghị đầu tư trong cái thời điểm hiện tại. Những cái nhịp phân tích dài trước này đó là ở vùng 20 đến khoảng vùng 24, vừa thoát vùng 24 ở đây chúng ta có những khuyến nghị mua, và sau đó có những nhịp test chỉnh, và trong cái mục tiêu mà VCI ở trong nhịp này đó là cổ phiếu đi về vùng 3X. Từ vùng 24.5 đi về 3X, chúng ta có thể cũng tính toán được một cái tọa độ tương đối
về VC2, đó là một cái lực tăng, một cái khoảng tăng như nào. Và không những câu chuyện là về 3x, ở trong cái nhịp đánh này thì VC2 đang có những câu chuyện mà có thể sẽ là vùng 4x, sau đó 5x, thậm chí là 6x. Nói như vậy thì các anh chị có thể nói rằng là Hùng đang nói một cái gì đấy nó quá xa vời. Đúng là như vậy, nhưng khi mà cổ phiếu cán các cái cột mốc thì chúng ta sẽ có tiếp những cái định lượng tiếp theo. Hẳn là các anh chị nhớ những cái mã cổ phiếu như là DTD chẳng hạn, đúng không? Khi mà chúng ta phân tích những cái target rất là dài thì các anh chị bảo là làm sao mà về được, hoặc là cổ phiếu VIB chẳng hạn, ví dụ như vậy. Khi mới có ở 20 chúng ta đề cập ở vùng 26, nghe có vẻ nó không không đúng lắm, ví dụ như thế. Ok, tiếp theo là HCM. Thì nhóm ngành chứng khoán là một nhóm ngành mà Hùng Lê sẽ dự báo sớm là sẽ có sóng, sẽ có sóng. Và sóng chứng khoán thì thường nó sẽ chạy cuối chu kỳ của một sóng tăng. Đó, cuối chu kỳ một sóng tăng, và nhóm chứng khoán sẽ là một nhóm bội thu của năm 2020. Mặc dù Covid, đó, Covid bao nhiêu, đó, người thất nghiệp bao nhiêu thì nhóm ngành chứng khoán hưởng lợi bấy nhiêu. Và các anh chị cũng có thể thấy rằng những phiên giao dịch trung bình khoảng 8.000 tỷ đến 10.000 tỷ bây giờ nó đã quá bình thường với chúng ta. Và 8.000 tỷ nó lên cái gì các chị? Phí của các công ty chứng khoán thu được, đúng không ạ? Ok, đối với HTM là chúng ta thấy ở trong một cái nhịp phân tích rất dài đây. Cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 20 thì chưa vừa thoát được, và với một cái lực cầu đánh như phiên kết tuần ngày hôm nay thì đang có một cái dòng tiền lớn và đưa cái gọi là cái kháng cự, đưa cái giá của cổ phiếu này về cái vùng kháng cự 19.5 đến vùng 20, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu HTM ở trong nhịp này. Và trong một cái nhịp mà phân tích rũ bỏ ở đây, đúng không? Các anh chị có thể xem lại, lật lại những bản tin khi mà HTM chỉnh trả lại cung ở vùng 15 16. Đây chính là những cái vùng mà phân tích, thì từ đây Hùng đã phân tích một sóng hồi lên vùng bao nhiêu đây các anh chị? Lên vùng 18, vượt thoát vùng 18 chúng ta sẽ có tiếp vùng 19.5 đến vùng 20. Vượt thoát vùng 20 thì chúng ta sẽ có một sóng tương đối là happy đối với HTM. Ok. SSI. SSI cũng hoàn toàn tương tự như vậy. SSI hiện tại là cái vùng mà cổ phiếu này gặp rất khó, đó là vùng 15. Ở trong cái nhịp mà phân tích, cùng phân tích SSI từ vùng 13 sao chia các anh chị nhá, sao chia đó và lên đến vùng 15, thì một lần, hai lần, ba lần thì cổ phiếu này mới vượt thoát được, và vượt thoát lên đến vùng 16 thì cổ phiếu đã cắm đầu đi xuống. Và trong cái câu chuyện cắm đầu này thì Hùng cũng đã rất là kịp thời đó để đưa cho các anh chị cái vùng hỗ trợ 13 đến 13.3, từ vùng này sẽ hồi phục lại vùng 15 và vượt thoát vùng 15. Thì câu chuyện tiếp theo của SSI như nào? Thì chúng ta sẽ có thể nói rằng hiện tại đối với SSI thì cái vùng 16 ở đây vẫn là một cái vùng kháng cự tương đối là mạnh, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SSI thì SSI sẽ có một cái biên vận động ở vùng 15 đến vùng 16, kỳ vọng là như vậy. Nếu như mà cổ phiếu SSI mà chỉ vận động ở trong cái vùng này mà không gãy được cái vùng 15 á, thì nó đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, đẹp lắm các anh chị. Và như vậy là chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái sóng lớn của nhóm ngành chứng khoán. VCI chạy rồi đó, thì SSI rồi HTM đó, chúng ta xem MBS đã chạy chưa. MBS nó hiện tại bây giờ MBS đã đi được về cái vùng hỗ trợ, đó là cái vùng ở đây chúng ta sẽ có ở khoảng vùng 9.5, lấy biên 9.5 đấy các anh chị, 9.5, và đến ở khoảng vùng 10. Đây là cái biên mà CTS sẽ tiếp tục, MBS tiếp tục tích lũy. Bản thân MBS thì thanh khoản nó hơi thấp nên là các anh chị cũng có thể lưu ý là chúng ta có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ mua một cái tỷ trọng vừa phải. CTS, ôi người anh em CTS của chúng ta ngày hôm nay đã trở thành một em khổng lồ nhỉ. Đó. Thì trong một cái nhịp phân tích ở đây đúng không? Và khi mà cổ phiếu cắm đầu đi xuống thì cũng đã tìm cho các anh chị một cái vùng hỗ trợ 5.5 đến vùng vùng 6. Từ vùng này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng hồi phục lại ở khoảng vùng 7. 7 ở đây, 7. Rồi. Vượt thoát 7 thì cổ phiếu này sẽ có những cái mức tăng tiếp theo. Thì đối với CTS một phiên tăng như này á thì cổ phiếu này nó sẽ đập lại các anh chị ạ, đập lại, yên tâm nó sẽ đập lại, và vùng 7 là sẽ trở thành một cái điểm mà giống như trong một cái nhịp phân tích của Hùng ở đây. Từ vùng 7 nó hồi 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 lên được 7.5 hay vùng 8 ở đây. Thì câu chuyện đối với CTS ở thời điểm hiện tại cũng như vậy, CTS sẽ có những điểm test ở vùng 7 và sau đó sẽ hồi về 7.5 đến vùng 8.
Vượt thoát được vùng 8 thì lại ok, như vậy là chứng khoán ngon đấy, ngon các anh chị ạ, ngon và ngọt đấy. À, vừa thoát được vùng vùng 7.5 thì chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo. Ok, CTS. À, rồi, nhóm chứng khoán xong. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán sẽ có một nhịp kéo nữa, chưa hết. Banh cũng sẽ kéo chưa hết và chứng khoán cũng sẽ kéo chưa hết. À, chứng khoán thì có khả năng là xu hướng vào sóng. À, rồi chúng ta sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành thép. Ok, đầu tiên sẽ nói đến Hòa Phát, HPG. Thì bản thân hiện tại HPG là đang có một cái biên ở đây. Cái biên này là biên từ vùng 20, đây là biên 23.5 đến vùng 25 các anh chị. Và hiện tại thì Hùng sẽ quan sát tiếp những động thái của HPG ở quanh cái biên này. Xu hướng về thị trường là Hùng đang kỳ vọng thị trường sẽ kéo. Thị trường sẽ kéo. Và thị trường sẽ kéo thì nó cũng không loại trừ câu chuyện là sẽ kéo tiếp cổ phiếu Hòa Phát lên. Và Hòa Phát ở trong cái nhịp này mắc thì nó sẽ đi được đến về đến khoảng đâu, thì đâu đó ở khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 28, và sẽ tiếp tục quan sát cái biên vận động của Hòa Phát ở vùng 24 đến vùng 25 để chúng ta có thêm cái định lượng về cổ phiếu này. Còn các cái điểm mua ở thời điểm hiện tại đối với Hòa Phát thì cũng không có khuyến nghị nữa. Chỉ là phân tích để chúng ta đoán xu hướng thị trường. Ở Hoa Sen thì đây có những cái điểm mua ở đây và vùng 11.5 đến vùng 12 thì nhả đi 50% hàng. Và câu chuyện là Hoa Sen đang có những cái điểm có vượt thoát được cái vùng 12 ở đây hay không thì chúng ta cần chờ thêm. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì xu hướng là khả năng sẽ đánh thoát các anh chị, và chúng ta còn cầm lại thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt ở những vùng cao hơn thôi. Điểm mua thì không còn khuyến nghị đối với Hoa Sen. Nam Kim Tháp Nam Kim thì xu hướng hồi lại về vùng 8, các điểm mua không còn. TLH vùng kháng cự 3.6, anh chị nào có hàng canh chốt, và trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ phân tích TLH ở biên 3 đến biên 3.6. Rồi, chúng ta phân tích tiếp theo một số các cái mã cổ phiếu của nhóm đầu tư công PLC. Đối với hiện tại PLC là một cái mã cổ phiếu tương đối đẹp, và chúng ta đã có một nhịp phân tích dài, và trong nhịp phân tích dài đó thì hiện là chúng ta đề cập đến cái target ở vùng 22 và những cái điểm chỉnh kỹ thuật không gãy vùng 20, thì như vậy là xu hướng cổ phiếu sẽ đánh chạm về vùng 22 và vượt thoát vùng 22, thì cái đó chúng ta sẽ có thể xây dựng những cái vùng target tiếp theo. Và bản thân PLC thì vẫn là một cái mã cổ phiếu rất là ok, rất là happy. C4G thì chúng ta xem trên trend tuần các anh chị. Mục tiêu đang đánh về vùng 10, và phiên ngày hôm nay thì có một phiên trả cũng tương đối là kinh, và cuối cùng thì rút về vùng 8. Xu hướng của C4G thì cũng không có gì thay đổi trên quan điểm kỹ thuật, đó là C4G sẽ đánh chạm vùng 10. VCG thì trong nhịp này sẽ đánh chạm khoảng vùng 40. Bởi vì VCG cũng gần như là cũng thoát hết tất cả mọi cái kênh rồi, và nó cũng khá giống với mã cổ phiếu Nha. Đó, nó giá khá giống với cổ phiếu Nha ở trên trend tuần rồi các anh chị. Khi nó thoát hết kênh rồi thì cứ nó cứ thế nó đi thôi. Cổ phiếu IDC. IDC là một cái mã mà về mặt lý thuyết là gì các anh chị? Thanh khoản nó hơi thấp nên là cái mã này thì chúng ta sẽ đầu tư ở một góc độ vừa phải. IDC thì đang có những cái nhịp test kỹ thuật, và những cái nhịp test kỹ thuật này thì trong cái quan điểm của Hùng là không được gãy vùng 22. Đó, không được gãy vùng 22. Nếu gãy vùng 22 thì như vậy nó sẽ lấp cáp rất là sâu thì chúng ta sẽ chốt. Còn ngược lại là vẫn giữ được vùng 22 thì đây đang là những cái điểm giữ của cổ phiếu IDC. IDC giữ được vùng 22 thì xu hướng là IDC sẽ có một cái nhịp tăng ở đây, còn ngược lại vùng 22 bị mất thì chúng ta sẽ bán. Tạm thời chúng ta sẽ bán để chúng ta chốt. KSB đúng không ạ? KSB ở trong thời điểm hiện tại,
sau khi mà KSB chạm nó vượt thoát vùng 24 và đi về ở đây đó là biên 27.5 đến biên 29 thì có khuyến nghị là chúng ta tiếp tục quan sát ở cái phiên này, ở trong biên này, và phiên kết tuần thì KSB đã có một cái lực cầu tương đối ổn định và đưa về vùng 28. Thì trong cái vùng kháng cự thì thường là cái cách thức Hùng hướng dẫn các anh chị đó là chúng ta sẽ ra 50% tỷ trọng. Và khi ra 50% tỷ trọng thì có hai tình huống. Một là cổ phiếu đã chỉnh giảm lại thì chúng ta sẽ canh lại ở những vùng giá thấp để chúng ta mua lại. Đó, còn ngược lại là cổ phiếu mà vượt thoát lên thì có thể chúng ta sẽ mua lại 50% và chúng ta chấp nhận một cái phí giao dịch thôi. Để chúng ta chờ đón những cái target cao hơn. Còn KSB ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ canh ở trong cái vùng này. DAH. DHA cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó, các anh chị có thể thấy đây. Đây là một cái vùng kháng cự tương đối là mạnh ở trong vùng 37.5 đến vùng 39. Thì cổ phiếu liên tục có những cái điểm co giật ở trong cái điểm này, và thường là như vậy thì chúng ta sẽ chọn một cái phương án là chúng ta sẽ chốt bớt, đúng không ạ? Để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận, lỡ may nó tụt một phát thì chúng ta còn chủ động được. Đấy là cái cách Hùng hướng đến các anh chị trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. HT1 như vậy là HT1 đang có những điểm test lại ở vùng 15, thì vùng 15 này các anh chị có thể quan sát thêm. Còn trong cái phần giá mục tiêu đó là chạm vùng 16 thì các anh chị thấy rằng là trong tuần thì HT1 cũng đã có những điểm gần chạm đến vùng 16, đó là những cái vùng kháng cự mạnh. Và những cái vùng đó thì chúng ta ra đi 50% hàng thì bây giờ có thể về vùng 15. Ok, chúng ta mua lại 50%. Đấy thì cái câu chuyện là vì sao khi chạm kháng cự thì Hùng thường khuyến nghị các anh chị, và cái công thức của chúng ta đang áp dụng đó là 532, sơ đồ chiến thuật 532 các anh chị nhé, các anh chị lưu ý. Ok, 16 về đây vùng 15, khả năng là vùng 15 sẽ là vùng trụ của cổ phiếu này. Chúng ta sẽ quan sát tiếp thêm 1 đến 2 phiên nữa ở khoảng vùng 15 để chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo của HT1 ở đây. Và câu chuyện là HT1 có vượt thoát được vùng 16 hay không thì trong cái nhịp đánh này thì chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ vượt thoát vùng 16 các anh chị. Chúng ta hãy chờ thêm để chúng ta phân tích. Cổ phiếu BMI ngày phiên giao dịch ngày hôm nay Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị mở điểm mua hết. Bản thân BMI thì chúng ta có thể nhìn trên trend tuần, và BMI khi mà BMI vượt thoát được khoảng vùng 26 đến vùng 27 thì trong nhịp đánh này BMI sẽ đánh tương đối là tốt và tương đối là ổn định. Đây là một mã cổ phiếu cơ bản nhưng mà cái tính đầu cơ của BMI cực kỳ cao và cực kỳ tốt. Cổ phiếu CVT. Ok, CVT đang có những điểm vận động ở trên vùng nền 18 tương đối tốt, tương đối ổn định. Mục tiêu tiếp theo của CVT đi về vùng 19 nghe đã. Còn CVT vượt thoát vùng 19 thì cái đó chúng ta sẽ đi xây dựng một những cái target tiếp theo của CVT. Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích một số cái mã ngành khác. Ví dụ nhóm ngành cao su. Về ship, ship là đã hoàn thành cái vùng mục tiêu của chúng ta ở đây, đó là vùng giá 95. Và sau đó ship có những nhịp chỉnh, và những nhịp chỉnh này thì cũng tương đối là đẹp về mặt kỹ thuật, và những nhịp chỉnh này về mặt kỹ thuật không gãy vùng. Đây chúng ta tìm vùng 87. Ok, nhất trí, vùng 87 không gãy thì ship lại tiếp tục có một cái nhịp đánh ở đây, chạm lại vùng 95. Vượt thoát vùng 95 thì có thể đi về vùng 100, nhưng chung quy lại là vùng 95 đến vùng 100 là vùng kháng cự. Các anh chị có thể canh để ở đấy để chúng ta chốt. Đối với PHR, PHR ở đây thời điểm hiện tại đó là vùng 57, các anh chị có thể quan sát giúp Hùng. Vùng 57 không gãy, vùng 57 không gãy thì xu hướng là PHR đánh chạm lại về vùng 60. Vượt thoát vùng 60 thì chúng ta sẽ có một cái nhịp này ở khoảng vùng giá 65, và xu hướng trên cái biểu đồ xu hướng thì Hùng vẫn đang nhìn thấy là PHR tuần tới sẽ chạm lại về vùng 60 đó. Về vùng 60 để có thêm định lượng, bởi vì dòng tín hiệu dòng tiền thì nó đang cắm đầu đi xuống, chính vậy nên là chúng ta cũng phải thận trọng hơn trong cái quá trình mà chúng ta phân tích. GVR thì không có gì thay đổi cả, vùng 12.5 đến vùng 13. Mục tiêu ở trong cái nhịp này thì cơ bản xem là như vậy thôi. GVR thì nó là mỏ vàng, nhưng mỏ vàng này chưa được khai quật nên là chúng ta tạm thời chúng ta đánh ngắn. Đây là những cái điểm test cung
những điểm test cung ở khoảng vùng 11.5, 11.6 thì nó hợp lý hơn, nhưng 11.5 hơi sâu. 11.6 ở những cái điểm test cung vùng 11.6 mà không gãy thì chúng ta vẫn kỳ vọng ở vùng 13, à 12.5 đến vùng 13, ở vùng đó thì chúng ta cũng canh để chúng ta chốt. DRC chưa có gì đột biến, chạm lại ở đây là vùng 17.5 đến vùng 18, lại có những cái điểm chỉnh kỹ thuật. Những cái điểm chỉnh kỹ thuật này của DRC á, thì có thể cũng khá là đẹp đó các anh chị. Nếu như mà DRC chỉnh kỹ thuật ở đây, các điểm chỉnh kỹ thuật ở đây không gãy ở đây này, vùng 17 này, 17 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ mới của DRC. Ok, sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ của DRC, và từ cái vùng này thì cũng có thể sẽ bắt đầu có một cái nhịp sóng, thì cũng sẽ tiếp tục cập nhật cái xu hướng tiếp theo của cổ phiếu DRC. Mía đường dệt may TCM. Đối với TCM trong mục tiêu chúng ta phân tích đó là chạm vùng 22, vượt thoát vùng 22 thì target tiếp theo của TCM ở vùng 26. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của TCM thì TCM hoàn toàn có thể cán cột mốc vùng 25 đến vùng 26, chúng ta canh để chúng ta chốt. Và trong cái nhóm dệt may thì Hùng Lê chỉ phân tích duy nhất cổ phiếu TCM. Ok. Đối với mía đường QNS nào, điểm qua nhanh thôi. QNS thì như vậy là như thế nào đây nhỉ? Mục tiêu là ở vùng 35, vừa thoát 35 thì có thể đi về vùng 37 đến vùng 38. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của QNS đang có những cái điểm test lại ở vùng 34. Ở vùng 34 này mà không gãy, ở vùng 34 này không gãy mà lực cầu tiếp tục quay trở lại thì chúng ta hoàn toàn có thể hiện thực hóa ở vùng 37 đến vùng 38, và nói chung là lên đến vùng 36 cộng đến vùng 36.5 là chúng ta có thể chốt được rồi. Đó, biết đủ là đủ thôi các anh chị. FPT hiện tại là tiền các anh tạo lập đang tự đánh với nhau, và chúng ta sẽ tiếp tục bám sát động thái của em này ở vùng 14.5. Mía đường Sơn La. Mía đường Sơn La thì trong nhịp này là đang đề cập đến ở khoảng vùng giá 80. Vượt thoát 80 chúng ta có những câu chuyện tiếp theo, và FPT SLS cũng đang có những cái điểm mà đánh về mặt kỹ thuật là tương đối là đẹp. Và các anh chị lưu tâm, nếu như những anh chị nào mà đang cầm, lưu ý giúp cùng vùng 68. Vùng 68 này không gãy thì cơ hội đi lên 80, thậm chí là vùng 100 là còn gãy 68, ok, bán hết. Nhóm ngành Viettel, chúng ta nói đến mã cổ phiếu VGI. VGI chưa có gì đột biến các anh chị ạ. Tiền như này đánh lởm khởm lắm, đánh như này thì mắc thì lên được vùng 29, mà không nó lại lình trình. CTR. CTR trong mục tiêu của chúng ta đánh chạm vùng 45, nhưng mà vùng tích lũy ở vùng 41.5 đã khá là dài, và đi ngang như này thì cũng chưa biết được như nào khi nào mới đánh. Và với những cái trạng thái lình trình như này thì cũng sẽ khuyến nghị các anh chị chúng ta tránh. Nhóm ngành cảng biển VSC. VSC hiện tại là sao? VSC để xem nào. Trong phân tích định lượng đó là mục tiêu về vùng 34, vượt thoát vùng 34 thì có thể đi vùng 36. Vùng 36 đến vùng 37, gãy vùng 34 chúng ta bán hết, và phiên ngày hôm nay là một phiên gãy, đóng cửa dưới vùng 34. Ok, như vậy là chúng ta cũng tạm thời và chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận của VSC ở trong thời điểm hiện tại như thế này. Và những cái điểm test của cổ phiếu này có thể chạm lại về vùng 32 và về đến đây, nếu như có những cái tín hiệu kỹ thuật thì cũng sẽ khuyến nghị các cái điểm mua tiếp theo của VSC. Ok. Rồi HAH hôm nay các anh chị cứ nôn nóng cái câu chuyện bắt lại, nhưng mà từ từ các anh chị cần gì phải vội vàng như vậy. Đó. HAH có phân tích một nhịp điểm mua hết đâu đó ở khoảng vùng 11 nhỉ. HAH nó dài lắm, nếu mà HAH đâu đó từ những cái vùng nào rồi. Và ok, chúng ta không có nói lại bởi vì nói lại rất mất được thời gian. Từ vùng 11 này thì mục tiêu sẽ đánh chạm lại vùng 12.5 đến vùng 13, và chúng ta thấy rằng trong chúng ta có đủ thời gian. Đó, đủ thời gian để chúng ta chốt, chốt đẹp luôn, chốt đẹp luôn. Có thể chốt 50% tỷ trọng, và sau đó nếu như cổ phiếu tiếp tục rơi thì chúng ta sẽ chốt nốt. Đối với cổ phiếu HA thì chúng ta cứ bình tĩnh, khả năng là đây những cái vùng test đẹp đâu đó khoảng vùng 11.5. Ta chờ khoảng vùng 11.5. Đấy.
1.5, ok, chờ ông về đấy, không? Đó, ông chỉnh trên này, ông chỉnh về đây. Và sau khi ông chỉnh về đây rồi á, thì tôi sẽ quan sát ông ở cái vùng này. Đó, tôi sẽ quan sát ông ở vùng này, ok. Ngon thì tôi mua, không ngon thì thôi. Đó. GMS, GMD, GMD không biết là mấy hôm nay như nào. GMD. À, GMD vẫn đang ổn các anh chị nhá, rất đẹp và rất tốt. GMD chúng ta có những điểm mua khuyến nghị đâu đó thấp thấp ở dưới này. GMD đang vận động ở trong một cái biên gọi là biên cho phép ở vùng kháng cự, đó là vùng 22 đến vùng 23. Ồ, những điểm test như này cực đẹp luôn, lực cầu vẫn tương đối ổn định và ủng thế chờ một cái phiên mà cổ phiếu này bứt được vùng 23, và khi đó thì chúng ta sẽ có những cái target tiếp theo của GMD đang rất là ổn áp, đang rất là ok. Và GMD cũng là một mã cổ phiếu thế mạnh của team, được nhấn mạnh rất là nhiều. MCCL đó chạm vùng 8 đứt rồi, đó đứt rồi thì nó sẽ chỉnh lại về khoảng đây, hứng 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 anh chị, hứng hứng ở khoảng 7.7.2. Chúng ta hứng ở khoảng vùng 7.2, hứng thôi, gọi là hứng thị. Rồi, hứng ở vùng 7.2, vùng 7.2 ok, không gãy và ngon lành thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta mua 7.2 và chúng ta lại chờ một cái lực hồi T cộng ở đây ít nhất 3-4-5%, như vậy là cũng khá là tốt rồi, đúng không ạ? Rồi chúng ta có tiếp nhóm nào nữa các anh chị nhỉ? Nhóm cổ phiếu điện chúng ta sẽ nói đến GEX. Bản thân GEX là Hùng có phân tích liên tục ở trong các bản tin phân tích tuần với các yếu tố kỹ thuật của cổ phiếu này, đó là cổ phiếu đánh rất là sốc và đánh gọi là đánh dốc đứng. Thì đây, trong một cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây đó là ở khoảng vùng 21.5 đến vùng 22, không gãy, lực cầu tiếp tục quay trở lại đó. Và cái câu chuyện là gách ra một cái tin là ông chủ tịch ông ấy mua hay sao, mua 20 mấy triệu đấy, dùng cái tin đó để đánh break vùng 22 và bây giờ đang vượt mục tiêu vùng 24 và đang đi về target vùng 26. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của GEX, hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm là GEX sẽ chốt được ở khoảng vùng 26, và từ vùng đó thì chúng ta còn đâu đó khoảng tầm 25% hàng nữa, đâu đó khoảng tầm 25% hàng. Một số các anh chị thì khi cổ phiếu vượt thoát vùng 22 này là có đóng thêm hàng, thì chung quy lại là vùng 26 đến khoảng vùng 27, 28 ở đây chúng ta chốt, nhưng mà vùng 26 là chúng ta chốt được rồi. Cổ phiếu điện nữa là cổ phiếu TV2, TV2 chúng ta xem nha. TV2 là vui phết đấy, vui phết đây. Giai đoạn hiện tại chưa có gì đột biến. TV2 là khi chúng ta bắt đúng nhịp các anh chị là ngon lắm. Các anh chị nhớ không, có nhớ không cái nhịp mà chúng ta nói đến TV2, nhịp này rất là ngon. Chia cổ tức xong đang lình xình ở đây, đưa vào danh mục theo dõi. HND thì trong mục tiêu ngắn là chạm lại vùng 19.5. Một mã cổ phiếu đẹp của nhóm ngành này đó là NT2. Bản thân NT2 trong cái nhịp trend đánh này thì đánh giá rằng NT2 rất là ok. NT2 đang lần lượt hoàn thành các cái vùng giá mục tiêu, đó là vùng giá 23 thì đã hoàn thành rồi, và cũng đang chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật để cổ phiếu này đánh break vùng 23 để có thể đi chạm lại về vùng 25. Ok, ngành điện thì chúng ta cũng chỉ nhắc đến những mã cổ phiếu như vậy thôi. Nhóm ngành phân bón BFC. BFC là gặp cản khó ở vùng 16 các anh chị, và chúng ta thấy rằng rất khó khăn khi cổ phiếu gặp những cái vùng kháng cự mạnh đó, và hiện tại thì BFC sẽ phải thủ lại ở khoảng vùng 15. Trong cái biên 15 16 trước khi mà hấp thụ hết toàn bộ cái lượng hàng ở đây, và hấp thụ hết cái lượng hàng ở đây thì chúng ta sẽ quan sát được những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây để giúp chúng ta có những cái định lượng tiếp theo. Bản thân BFC là cũng có phân tích định lượng ở vùng 11 và bây giờ lên đến vùng 16 là đã tăng được khoảng tầm 45%. Thì đương nhiên là cái câu chuyện khi cổ phiếu tăng được 45% thì cái lực chốt lời nó sẽ đến thôi. Đạm Cà Mau, đó, Đạm Cà Mau thì ở trong cái thời điểm hiện tại đây, đó là chúng ta phân tích ở một cái biên 8 đến vùng 9.5, đó là biên kháng cự. Thời điểm hiện tại đó, trong trong bản tin phân tích tuần thì cũng có đề cập đến cái câu chuyện là chạm lại vùng 9.5. Đây đây là chạm vùng 9.5 và chạm vùng kháng cự thì cổ phiếu đã không giữ lại được, và cổ phiếu đã có những cái nhịp
chỉnh để cân lại cung cầu. Và những cái điểm chỉnh cân lại cung cầu này thì các anh chị quan sát giúp Hùng ở vùng 8.8, 8.8, 9.3. Ở vùng 8.8 còn xu hướng là cổ phiếu này chạm vùng 955 rồi thì sẽ trả cung ở khoảng vùng 9.8. Vùng 9.8 này mà không gãy, à xin lỗi cả nhà, 8.8 mà không gãy thì sẽ đánh lại vùng 9.5. Và xu hướng thì Hùng đang dự thôi, ra các dự là trong nhịp này thì đạm Cà Mau cũng sẽ đánh break vùng 9.5, tức là nhóm ngành phân đạm cơ bản là sẽ tốt. Đạm Phú Mỹ, ok, đạm Phú Mỹ là sau một phiên đánh ở đây là phiên đánh vượt thoát vùng 14.5 thì chúng ta tìm lại vùng 15.5 đến vùng 16 và đập đầu lên ở đây là vùng 17, và trong tuần vừa qua thì đã có những phiên gần chạm về vùng 17 và có hai phiên trả lại cung. Những cái phiên trả cung này của đạm Phú Mỹ thì rất là đẹp thôi, và lực cầu sớm muộn gì thì cũng sẽ đánh lại về vùng 17. Vượt thoát vùng 7 chúng ta có vùng 18 và có thể sau đó sẽ có những cái target cao hơn ở vùng 19 đến vùng 20 thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Tín hiệu kỹ thuật là vùng 15.5 đến vùng 16, các anh chị lưu tâm giúp Hùng. Chúng ta sẽ nói nhanh qua nhóm ngành chăn nuôi VLC. VLC ngày hôm nay đã có một cái điểm test ở đây. Một cái điểm test ở đây cũng tương đối là đẹp, 27, vùng 27 xong đó thì kéo lên. Gần như không có cung, thì mục tiêu của VLC ở trong nhịp đánh này thì vẫn có thể là chạm lại về vùng 32. Và với những cái cách đánh nhá là đây, và với những tài khoản tuần tới các anh chị có thể canh lại vùng 27 để chúng ta có thể mua lại VLC nếu như chúng ta đã chốt ở những vùng trên. VLC thì Hùng vẫn đang kỳ vọng, vẫn luôn rồi. GTN là anh em cùng với VLC trong cái điểm đánh này thì GTN cũng đang kỳ vọng là khả năng sẽ xu hướng đánh chạm lại vùng 28. Đó, khi mà Vinamilk đang có những cái nhịp đánh rất là tốt, hình như là lúc nãy chúng ta thiếu mất Vinamilk hay sao? Vinamilk đúng rồi, hồi nãy hình như là thiếu mất Vinamilk ở vùng giá 123, vùng giá 125. Đây là những cái vùng mà Vinamilk sẽ vận động ở vùng đỉnh và vượt thoát vùng 125 thì Vinamilk trong nhịp này sẽ kéo tiếp về vùng 130 và Vinamilk cũng sẽ là một trụ kéo ở trong cái thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Bây giờ bản tin của chúng ta 1:12, ok, sẽ đủ để chúng ta để nói sâu hơn về xu thế thị trường trong tuần này. SZL đó, SZL hoàn thành vùng giá mục tiêu 55 và cũng có nói rằng khi đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 55 thì từ 55 đến vùng 60 có thể có, và cái vùng này là vùng đánh xổ số thì chúng ta có thể giữ lại 10 đến 20%. Còn quan điểm là đến vùng 20 đến vùng 55 là hoàn thành và chúng ta cũng gần như kết thúc cái câu chuyện phân tích các target của SZL. Tip ở trong thời điểm hiện tại là như thế nào đây các anh chị? Vùng 24.5 đến vùng 26 tip tiếp tục vận động ở trong cái biên này. Và trong một cái nhịp phân tích trước thì cũng có đề cập đến câu chuyện ở khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 28 mạnh hơn của tip thì sẽ về đến vùng 3x. Sẽ về đến vùng 3x. Và tip đã đạt được cái cột mốc cao nhất đó là vùng 27.5. Ok, đạt được cái cột mốc cao nhất ở vùng 27.5. Như vậy là tương đối những cái phân tích của chúng ta là tương đối khá là sát, đúng không? Khá là sát với xu hướng. Thì đối với tip là tip sẽ cần thêm thời gian và chúng ta sẽ quan sát cái sự vận động của tip ở đây. Nếu như tip vẫn giữ được ở trong cái biên ở cái biên ở đây là biên 24.5 thì như vậy là cái cơ hội mà tip có thể kéo tiếp một nhịp nữa. Đầu tiên là sẽ kéo về lại vùng 27 đến vùng 28 và vượt thoát vùng này thì coi như là sẽ có một nhịp về vùng 3x, và đây cũng là vùng đánh xổ số và đây cũng là những cái vùng cuối cùng của tip các anh chị. SNZ bản thân SNZ ở trong nhịp này Hùng đang có phân tích một cái kịch bản ở vùng 37 đến vùng 38, ở vùng 37 đến vùng 38 những phiên mà cạn cung như này và cổ phiếu vẫn giữ được ở vùng 32 rất là ok, rất là happy.
Về mặt lý thuyết là cổ phiếu đã có những điểm chỉnh về mặt kỹ thuật như này là hoàn toàn phù hợp, và vùng 32 không gãy và lực cầu quay trở lại khoảng tầm độ trên 100.000 cổ phiếu, 150.000 cổ phiếu thì SNZ có xu hướng đánh chạm lại vùng 37 đến vùng 38. Vùng đấy đã phải vùng cuối chưa? Cơ bản là cũng cổ phiếu này thì cũng cơ bản là đánh vượt thoát hết mọi cái kháng cự rồi. SSC. SSC ở thời điểm hiện tại tín hiệu đường MACD thì đang xấu các anh chị ạ. Vùng 26 đến vùng 27 trên nến tuần, các anh chị lưu ý vùng 26 đến vùng 27 trên nến tuần. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, và trong phân tích định lượng vùng thì còn một cái nhịp kéo nữa khoảng vùng 29 đến vùng 30. Và nhịp kéo này thì cũng gọi là nhịp kéo hết của cổ phiếu. GIL. GIL xu hướng hiện tại là cũng đang xấu rồi. Dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống tín hiệu đường MACD, và như vậy là cái target mà đến thời điểm này có thể nói rằng GIL đạt được cao nhất ở khoảng vùng giá 24 đến vùng 25. Đây cái target mà đạt được đến đây đó là khoảng vùng 24.5, cái khoảng tính toán là khoảng vùng 24.5. Và đến thời điểm hiện tại thì GIL là đang bước vào một cái điểm giảm chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. Trong cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật này thì cũng đang tìm ở đây ở khoảng vùng 23 trong các cái bản tin phân tích trước, nhưng mà xu thế khả năng vùng 23 khó giữ ở trong cái nhịp này, và sâu sâu hơn thì sẽ ở khoảng vùng 20 khoảng vùng 20 đến vùng 21 ở đâu đây. Khả năng đến vùng này là sẽ đẹp đấy. Vùng 20 đến vùng 21 là chúng ta lại có một trận đánh có khả năng là tương bừng đấy các anh chị. Chúng ta sẽ chờ, cũng sẽ căn và sẽ có những cái khuyến nghị tiếp theo. Bản thân DTD thì đây, trong phân tích định lượng đó là chúng ta cũng đã phân tích một cái quá trình của DTD đi lên rất là đẹp, và đến thời điểm hiện tại thì gần như là DTD cũng đã vượt thoát hết tất cả mọi cái kênh rồi. Lực cầu của phiên ngày hôm nay đang khá là ổn, và tín hiệu hồi đang 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 có những cái dấu hiệu tín hiệu hồi. Thì từ vùng 20 DTD test chỉnh không gãy lại vùng 18, và từ vùng 18 này thì đang kỳ vọng một nhịp đánh lên khoảng vùng 21. Khoảng vùng 21 như vậy là đi từ vùng 20 chỉnh lại đây và sau đó thì đánh lên. Với những anh chị mà chúng ta quan tâm đến mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng thể quan tâm lại vùng 18 ở vùng 18 và thậm chí là vùng 17.5 đến vùng 18. Đây là những cái vùng mà cổ phiếu DTD sẽ tích lũy trở lại. Không gãy thì như vậy là chúng ta sẽ vẫn còn một cái nhịp đánh nữa. BCM thì không phải nói nữa rồi, bởi vì BCM nó có cái game. Và các anh chị có thể nhìn thấy cái cách mà ngày xưa ông có nói đến BCM ở vùng 20 24 và mục tiêu lên đến vùng 30. Đó, và 30 thì nó chuyển game xong thì nó lên đến vùng 40 luôn, tức là tăng 100% nếu như tính từ vùng gần 100%. Em này em mới chuyển sàn nên là em mới đánh một cái trận như này thì cũng rất là khó để chúng ta phân tích, chúng ta không thể nói tài nói giỏi gì được cả. PXL. PXL là một mã cổ phiếu hiện tại chúng ta view view này xem nào. Thanh khoản nó cũng vừa vừa thôi, cũng không cao không thấp. Thì bản thân là PXL đang có một cái điểm đánh ở đây tương đối đẹp và tương đối ổn định. Những cái điểm mà chỉnh giảm kỹ thuật ở đây không gãy ở khoảng vùng 10.5. Và PXL lực cầu quay trở lại để kéo cổ phiếu này lên, và xu hướng kéo từ vùng 10.5 có thể chạm lại vùng 11.5 đến vùng 12 thì coi như là chúng ta cũng sẽ bán. Ok, như vậy là Hùng vừa cùng với tất cả anh chị em chúng ta đã view lại một số cái nhóm ngành cơ bản như là các mã cổ phiếu trụ ở các mã cổ phiếu trong VN30, một số các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành cơ bản như là dầu khí, ngân hàng, banh chứng khoán, đúng không ạ, xây dựng,
Rồi. Và qua những cái view đó thì Hùng đánh giá rằng là trụ của chúng ta vẫn còn dư địa, còn một cái nhịp kéo nữa, cùng với đó là nhóm cổ phiếu banh sẽ sau những cái nhịp test chỉnh về mặt kỹ thuật thì banh cũng sẽ còn một cái nhịp kéo, và cùng với đó thì bắt đầu nhìn thấy có những cái dấu ấn đầu tiên của nhóm ngành chứng khoán, và có thể tuần tới sẽ thêm nhóm ngành dầu khí. Nhóm ngành dầu khí sau những điểm test chỉnh kỹ thuật thành công thì có thể lực cầu sẽ quay trở lại đối với nhóm này. Rồi, ok, thì đấy là một số các cái phân tích định lượng về các cái nhóm ngành. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung để chúng ta nói đến thị trường chứng khoán, những cái phân tích chung của chúng ta hiện tại. Sao sao chưa thấy Dow Jones cập nhật ở đây nhỉ? Cập nhật dữ liệu à, hiện tại thì chưa cập nhật. Không biết hiện tại bây giờ là Dow Jones và Dow Jones F thì đang giao dịch như thế nào. Còn đối với thị trường chứng khoán châu Á thì ngày hôm nay Hang Seng, Shanghai và Nikkei thì đều có một phiên mất điểm. Và đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rằng phiên ngày hôm nay là một phiên giao dịch rất là kịch tính. Đầu phiên thì thị trường đã có những cái điểm giảm nhất định, và cái tâm lý sao động của toàn thể cộng đồng nhà đầu tư và đối với team của Hùng Lê thì Hùng Lê ngay từ đầu là quán triệt tinh thần là chúng ta phải bình tĩnh và cấm những anh chị nào, bởi vì trong những cái thời điểm dao động như vậy, thị trường biến động như vậy mà các anh chị cứ hô hào lên thì nó sẽ tác động đến những tài khoản những cái nhà đầu tư khác, và thường thường là những cái anh chị mà trên room N01 là Hùng sẽ kích room. Room cộng đồng thì Hùng sẽ không kích, nhưng những cái room mà những cái room mà Hùng Lê ở những cái room mà Hùng Lê đang quản lý và những cái tài khoản thực sự đang giao dịch tại team của Hùng Lê là Hùng Lê sẽ kích nó. Về mặt quan điểm là như vậy, bởi vì chúng ta không lấy những cái câu chuyện là thị trường giảm điểm để chúng ta làm cái cuộc vui của chúng ta nói cho đã mồm, rồi chúng ta chat cho thỏa thỏa mãn cái gọi là vui sướng của chúng ta. Nó không có những câu chuyện đó, và chúng ta phải đưa vào khuôn khổ kỷ luật. Thị trường tăng điểm và thị trường giảm điểm chúng ta đón nhận bằng những cái góc nhìn nó là như nhau, và khi tăng thì chúng ta làm gì và khi giảm thì chúng ta làm gì. Ok, đối với bây giờ chúng ta sẽ phân tích thị trường, xu hướng thị trường trong tuần tới. Thì để nói đến cái kịch bản xu hướng trong thị trường trong tuần tới thì các anh chị lưu tâm giúp cùng Lê đó là gì. Đầu tiên là các cái biên chỉ số mà chúng ta cần phải quan sát, đó là đối với VN Index ở vùng 890 điểm đến vùng 905 điểm, và biên ở đây chúng ta có thể lấy cái cột mốc 900 điểm để chúng ta có định lượng. Bản thân trong tuần vừa qua thì dòng tiền đang tiếp tục tập trung khá là tốt, và trong phiên ngày hôm nay thì Hùng đánh giá rằng cái nhóm chỉ số các mã cổ phiếu vốn hóa lớn của thị trường không giảm điểm nhiều và vẫn xu hướng tích cực, và chính vì cái nhóm đó vẫn đang nằm ở trong một cái biên xu hướng tích cực nên thị trường của chúng ta hoàn toàn có thể sẽ còn một nhịp kéo nữa. Và để thỏa mãn một cái nhịp kéo đó thì thị trường trong phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba sẽ có những yếu tố nào cần phải nhắc đến. Đó, các anh chị phải có điều kiện cần và điều kiện đủ. Vậy điều kiện cần đầu tiên đó là các biên chỉ số của thị trường. Thì các biên chỉ số của thị trường đối với VN Index chúng ta lưu ý cho Hùng 890 đến vùng 905 điểm. Có thể thị trường sẽ vận động ở trong cái biên độ hẹp này. Đó. Và kết thúc từng phiên giao dịch thì Hùng sẽ có những cái đánh giá. Đó, ví dụ nó tốt, nó tích cực hay nó xấu hay nó như nào, X, Y, Z. Đó, thì để mà có được những cái đánh giá đó thì các chị cần tham gia những cái room chuyên sâu. Đầu tiên đó là room không chat, đó là room thảo luận về và room cộng đồng. Thì room cộng đồng là hiện tại Hùng đang mở anh chị nhá, đang mở cho các anh chị, và sẽ có những phân tích cùng về trên đó thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Đối với VN30, đối với VN30 tuần tới các anh chị lưu tâm giúp Hùng ở cái mốc chính là cái mốc mà Hùng đã chat ở trong buổi tối ngày hôm qua, đó là vùng 835 điểm đến vùng 845 835 đến vùng 840 điểm. Ở đây là cái biên về mặt chỉ số để giúp cho Hùng có thêm những cái định lượng tiếp theo về thị trường, đó là biên đối với VN30. Đối với hợp đồng phái sinh VN30 F1M thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát xu hướng ở trong vùng đây các anh chị, ở trong vùng 835 điểm đến vùng 850 điểm. Đây là cái biên mà phái sinh sẽ có những cái điểm vận động ở quanh cái vùng này,
Và cái vùng 835 điểm là một cái cột mốc cực kỳ quan trọng để đánh giá cái xu hướng đi tiếp theo của thị trường, để đánh giá xu hướng đi tiếp theo của thị trường. Nên là các anh chị sẽ lưu ý giúp cùng những cái điểm mốc kỹ thuật đó. Và khi các anh chị lưu ý, và khi các điểm mốc kỹ thuật đó của chúng ta không bị phá vỡ thì điều kiện cần là có những cái đó, thì nó sẽ có những cái dự báo về kết quả như thế nào. Dự báo về kết quả đó là VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục có một nhịp kéo nữa, đó là sẽ kéo về vùng M1 ở khoảng 930 điểm. Ok, sẽ có một cái điểm kéo ở đây, điều kiện cần thỏa mãn, đúng không ạ? Và khi thỏa mãn những cái điều kiện đó, vòng sẽ có từng những phiên đánh giá 930 điểm. Thậm chí là trong nhịp này VN Index hoàn toàn có thể tiệm cận vùng 945 điểm đến vùng 950 điểm, các anh chị, vùng 945 điểm. Nhưng cái mốc M1 đầu tiên đó là 930 điểm, cùng với đó là VN30 sẽ tiệm cận cái mốc M1 đầu tiên ở khoảng vùng 870 điểm, khoảng vùng 870 điểm. Cùng với đó thì phái sinh sẽ tiệm cận vùng 870 điểm và thậm chí mạnh hơn, sẽ ở khoảng vùng 900 điểm. Thì tại sao Hùng lại đưa ra một cái kịch bản này? Khi mà các anh chị nhớ ở đây, đúng không ạ? Vừa ngày 21 tháng 8, khi đó thì rất nhiều những anh chị nhà đầu tư cho rằng là thị trường thập thường đã ra bẻ một cái kịch bản ở vùng 850. Khi đấy gần như là nói như nào này, tức là không ai nghĩ cái câu chuyện đó, nhưng Hùng vẫn phân tích theo những cái góc nhìn của riêng Hùng. Thì đến tại thời điểm hiện tại, sau khi mà ngắm nghía thị trường, sau khi mà nhìn nhận và đánh giá cái phiên giao dịch ngày hôm nay, đặc biệt là nhìn nhận cái xu hướng dòng tiền ở trong cái thời gian trong tuần vừa qua, thì Hùng đánh giá rằng là thị trường của chúng ta sẽ chưa thể sập, xu hướng là như vậy, vẫn sẽ có những cái nhịp kéo, và những cái nhịp kéo đó để hút cái dòng tiền của nhà đầu tư vào. Và tuần tới cũng là một cái tuần rất là quan trọng, và Hùng có lưu ý với các anh chị là chúng ta quan sát các mốc hỗ trợ của thị trường. Nếu các mốc đó không bị phá vỡ thì chúng ta sẽ có những cái thế trận tiếp theo, và thế trận đó thì sẽ được Hùng cập nhật hàng ngày. Kết thúc phiên giao dịch, có thể là trong phiên thì Hùng sẽ có thêm những cái đánh giá như vậy. Chúng ta làm gì khi mà thị trường của chúng ta giả sử như là còn có một cái nhịp kéo tiếp theo? Thì bản thân là khi mà VN Index tiệm cận đến vùng 900 điểm thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị là đưa cái tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu về cái tỷ trọng 50-50. Và trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, khi thị trường có những cái yếu tố mà nó bất thường, thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị tiếp tục đưa cái tỷ trọng tiền mặt trên cổ phiếu là 70-30. Vậy thì có thể phiên ngày thứ 2 tuần tới, thị trường sẽ có những cái điểm nhún. Và những cái điểm nhún đó, những mã cổ phiếu nào đạt tín hiệu để chúng ta mua, thì Hùng sẽ tiếp tục khuyến nghị ở trên Zoom. Và có thể là phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 sẽ là những phiên chúng ta sẽ mở các điểm mua để đưa cái tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu về 50-50. Bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại là Hùng cũng không có khuyến nghị các anh chị chúng ta full cổ phiếu, bởi vì đó là những cái giai đoạn, đây đang là những cái giai đoạn rất là khó khăn. Và những mã nhóm ngày nào mà có thể sẽ có những cái điểm bật ở trong tuần tới thì có thể kể đến, đó là có thể là P, có thể là chứng khoán và banh. Thì đấy là những cái mã mà sẽ có những cái điểm bật, cùng với đó là những cái mã cổ phiếu mà đạt các cái tín hiệu mua thì cũng sẽ tiếp tục cập nhật. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ kết thúc bản tin tuần này ở đây, và các anh chị lưu ý giúp Hùng các cái mốc hỗ trợ của thị trường. Và những cái bản tin phân tích của Hùng á, thì nó mang cái góc nhìn riêng của Hùng, các anh chị nhé. Nó có thể đúng, nó có thể sai. Đó, nó có thể đúng, nó có thể sai. Và đấy là góc nhìn cá nhân của Hùng. Thì các anh chị có thể lấy đó làm tham khảo vào cái quyết định đầu tư của mình. Và hy vọng với những cái đóng góp của Hùng Lê thì sẽ giúp ích cho cộng đồng nhà đầu tư. Và sẽ giúp ích cho tất cả những anh chị em trong cái quá trình giao dịch. Và Hùng Lê cũng mong muốn rằng những anh chị em đã theo dõi Hùng Lê trong một quãng thời gian dài, có những cái quan điểm đồng về quan điểm, thì Hùng cũng mời các anh chị về team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để chúng ta mở tài khoản, chúng ta đầu tư và chúng ta tham gia cái hệ sinh thái của Hùng Lê.
trên những cái bản tin phân tích tuần, rồi trên những cái phân tích hàng ngày trên các cái room Zalo không chat, rồi room N01 và các cái room khác, room lệnh phái sinh, vân vân và vân vân. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân, bên gia đình, và chúng ta kỳ vọng tuần tới thị trường sẽ có những cái điểm nhấn về kỹ thuật, và kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục có một cái nhịp kéo nữa trước khi mà có những cái xu hướng chỉnh tổng thể của cả thị trường.